chào anh em. Em lên sóng test bán với anh em một bộ dàn chung của hãng Kenwood. Con này điểm rất hay. Tôi lại gặp anh người trai. Ok, bây giờ em sẽ đo kích thước của bộ dàn để cho tất cả các bác và anh em cùng cảm nhận qua cái kích thước của nó nhé. Mình xem là mình có kê vừa cái không gian mình không. Với cái chiều rộng toàn dàn nó rơi khoảng độ 60 đến 62, tùy theo anh em kê nhé, khoảng 60. Chiều cao của dàn là 34,5. Và chiều sâu thì nó sẽ có hai cái kích thước. Thứ nhất là do chiều sâu kích thước của loa. Chiều sâu của loa thì rơi khoảng độ 26. Còn chiều sâu của âm ly thì con này khá sâu đấy. Con này chiều sâu của âm ly thì nó phải rơi vào khoảng độ 38 cả đúng vùng luôn, khoảng 38 các bác nhé. Âm ly thì chiều cao của âm ly thì của nó sẽ là 30,5. Loa dàn là đồng bộ các bác nhé. Dòng này thiết kế âm ly thấp hơn loa. Ok các bác. Và tình trạng dàn thì chơi được đĩa CD, 3 khay CD các bác nhé. Chơi đĩa MD FM full 108 đều rất là hiếm ở các dòng như Kenwood. Và chức năng chơi điện thoại máy tính hoặc Bluetooth qua cổng 3.5 ok. Duy nhất thì băng cassette là em không test vì em chưa dọn cái cổng băng cassette này. Em thấy hơi bẩn nên em không test cassette nữa. Cassette anh em về dọn nhá. Đấy, còn ngoài ra các như em vừa liệt kê thì đều chạy ok. Đó. Ok em nha. Bây giờ thì em sẽ test các chức năng cho các bác cùng xem. Em sẽ test chức năng là đài FM trước đi. FM còn này full 108. Đây. FM nha. Thì từ những cái chính sách này đấy, thì nhà nước hỗ trợ một FM 108 các bác nha. Ok, tiếp theo test chức năng đĩa CD. Đĩa con này có 3 khay các bác nha. Rồi không biết đĩa nó nằm ở khay nào ấy. Các bác chờ chút xíu nữa đảo đang nằm ở khay 3. Đây, đĩa chơi rồi nha. それぞれ. Đĩa thì em sẽ cho các bác luôn cái đĩa về các bác test nhá. Đây nó nằm luôn trong máy này, em cho đĩa ra cho các bác xem. Đĩa đang nằm ở khay 3 đấy, ở đây có liệt kê 1 2 3, anh em thả khay nào thì nó chơi khay đấy nhá. Đây, cho các bác luôn một cái đĩa của Nhật về các bác test nhá. Đĩa. Rồi ok các bác nhá. Bây giờ em test sang đĩa MD. MD. MD con này cũng có một cửa nhưng có 3 khay. Rồi, MD các bác chờ chút xíu nhá để cho nó chạy. Đang reading đấy. Rồi, ok nhá các bác nhá. Chơi MD. Street Live されております. Đấy. MD là chơi ok nhá. Yobi wa futeki desu node, homepage ni te. Ok, MD thì em xin phép không tặng các bác nhá. MD các bác thích chơi các bác mua nhá. MD thì 30.000 đồng một chiếc. Ok các bác nhá. Bây giờ mình sẽ test sang chức năng là chức năng chuyển sang chức năng em vừa mới test ở đoạn đầu, đó là chức năng chơi Bluetooth nha các bác nhá. Bluetooth thì các bác mua thêm một cục ngoài nhá, vì đây những cái dàn đời như này thì nó sẽ chưa có Bluetooth thích hợp đâu. Em đang chơi Bluetooth qua cổng AUX các bác nhá. Đây, em sẽ ấn vào chế độ AUX ở góc bên trái gần nút nguồn này nhá. Anh sống đời trái dưa núi. Bộ này nghe bolero thì cực kỳ hay. Và dàn thì có chỉnh subbass trên máy và có chỉnh bass check. Nếu như anh em đầu tư cho em một chiếc điều khiển trị giá là 150.000 đồng nữa, chúng ta sẽ chỉnh bass check trên điều khiển đó. Rồi bây giờ thì Trung Kiên Audio sẽ quay hình thức của bộ dàn để cho tất cả các bác và anh em mình cùng ngắm. Em sẽ quay cực kỳ là cẩn thận và chi tiết nha anh em nhé. Bên em bán hàng thì luôn luôn trung thực, chi tiết, rõ ràng đấy, để cho anh em cân nhắc. Vì những con hàng bãi thì nói thật là không bao giờ nó được như mới đâu, trừ những con hàng đấu giá. Thế còn những con hàng bãi ra rồi về vận chuyển nó đều có những vết chảy, vết xước vân vân, không thể tránh được các bác nhá. Nói chung hàng bãi thì không thể tránh được. Đây để em bửa cho các bác xem bên cạnh loa trong này. Đây chỗ này có một tí xước nhỉ. Đây này tí em lấy máy xay tóc em khò ra, em dọn em xót. Cái này thì xử lý được các bác nhá, em sẽ lấy máy xay khò nó hết cái vết giãn này ra luôn. Lát em sẽ làm luôn cho các bác. Lúc nãy em mà dọn không để ý. Đấy. Vết này sẽ gần như là kín luôn anh em nhé. Em sẽ xử lý bằng máy xay tóc. Đó là cái đề ca. Con này thì sẽ có giá tương đối là tốt cho các bác nhé. Nó không được đẹp xuất sắc.
một dàn chung. Con này chơi không gian phòng khoảng 40 mét vuông là ok rồi các bác nhá. Loa rất là cao to và khá là nặng. Anh em quan tâm phần kích thước của loa, anh em tua lại phần đầu nhé. Em đo kích thước ở phần đầu được video ấy. Các bác xem video test của mình, em cố gắng là xem không tua thì càng tốt. Em sẽ test từ đầu đến cuối cẩn thận về chi tiết cho các bác nhé. Rõ ràng, sắc nét, cụ thể cho các bác. Đây, nút đài đây nhá, AUX đây, các thứ đây, chỉnh âm ở đây. Menu là cái gì đây? CD bên này, MD bên này. Cái này các thứ ở đây. Bên này mới qua bài này. Qua bài CD, qua bài MD. Ê căng đầy đủ các bác nhá. Ê căng thì con này vận chuyển về nó bị gãy mấy cái chân, em đã xử lý hết rồi các bác nhá. Em đã xử lý hết rồi. Thì gãy mấy cái chân. Đấy. Em đã xử lý hết rồi. Ngoài cassette ra thì con này có thể nói là gần như là chạy full chức năng. Cassette thì không dọn, con này cassette dọn thì chắc chắn là cũng sẽ chơi ok. Em thấy hơi bẩn tí, em không cho băng của em test. Cassette thì nó dọn rất dễ, một là thay đây cura, hai là vệ sinh lại đầu từ là chơi ok thôi. Nhưng ít người chơi rồi cho nên em cũng không bỏ công em làm, mất thời gian lắm. Công suất tiêu thụ điện con này 100W các bác nhé, rất là khỏe, rất là nhiều điện luôn. Dàn chung, lực luôn. Công suất hai loa là 120W, trở kháng 6 ohm. Dây loa đấu đúng màu của em nhé, đen đỏ của em. Dây AUX cắm ở đây. Anh em chơi Bluetooth thì em cắm một cục Bluetooth. Anh em chơi điện thoại, anh em sẽ cắm điện thoại nhé. Đây, con này có cả cổng, hình như cổng xúc điện đây này. Cổng em chơi test nhé, cổng xúc điện luôn. Đó, dàn khá là đẹp. Tất nhiên không được xuất sắc 100%, nhưng mà về thiết kế thì dàn này rất là đẹp. Rồi, anh em chơi bộ này thì liên hệ với Trung Kiên Audio. Thông tin em để trên tấm biển, số Zalo 0975 575 262. Bộ dàn này Trung Kiên Audio giao lưu với tất cả các bác và anh em, giá là 2.300.000 đồng các bác nhé. 2.300.000 đồng cho bộ dàn chung của hãng Kenwood, loa Bowie. Và giá trên thì em chưa bao gồm phụ kiện. Anh em chơi dàn thì nếu mới chơi, các bác đầu tư cho em một số phụ kiện như sau. Cái quan trọng nhất là một chiếc đầu nguồn. Con này công suất lên tới 100W cho nên các bác không thể chơi những cục bé bé như này. Nhưng mà khi em bán mà các bác phải chơi những cục to như này không nhá. Cục đủ nguồn của dân chung. Cục đủ nguồn này trị giá là 250.000 đồng. Rồi, các bác có rồi thì thôi không phải mua nữa. Đấy là cái điều quan trọng, cái quan trọng nhất là cái đổi nguồn. Anh em nào có rồi thì thôi. Các bác chưa có thì các bác mua của em nhá. Tiếp theo là hệ thống dây rác thì nó có dây AUX. Dây này là dây 30.000 đồng. Dây này thì sẽ là 50.000 đồng các bác nhá. Đấy. Bluetooth thì là 100.000 đồng. Bộ chuyển quang nếu như anh em chơi từ TV xuống thì anh mua thêm 180.000 đồng tặng thêm anh em một cái sạc nữa. Anh em thích là mua trên cây, về cây dàn nó đẹp thì mua nhé, 3.000 đồng một chiếc các bác nhé. Đó. Và một phụ kiện rất là quan trọng mà em nghĩ là anh em nên mua, khuyên anh em nên mua đó là chiếc điều khiển 150.000 đồng để chỉnh ba chép cho dàn các bác nhé, cho nó hay. Và nếu như anh em thích mua chiếc đèn LED cảm biến theo nhạc để trang trí cho bộ dàn, anh em mua thêm nhé, 100.000 đồng một thanh. Anh em lấy từ 3 thanh trở lên em giảm giá còn 80.000 đồng. Đó. Cái đèn LED này có thể để đứng như này được, để nằm được, để nằm anh em tháo cái chân của nó ra để nằm và chuyển sang chế độ nháy nháy ngang thì sẽ rất là đẹp. Đó, bác nào chốt con này thì liên hệ với em nhé, số Zalo để trên tấm biển, số Zalo 0975 575 262 các bác nhé. Các bác mua hàng chuyển khoản cọc, vui lòng cọc trước 500.000 với sản phẩm này vì đây là bộ dàn chung, đóng gói vất vả và vẫn cước vận chuyển cũng cao. Đấy, còn anh em chuyển khoản đủ thì thôi em ưu đãi miễn phí giao hàng luôn cho anh em. Còn các bác chuyển cọc thì các bác trả tiền phí giao hàng của em nhé. Phí giao hàng cho bộ này sẽ là hơn 100.000 đấy các bác nhé, vì nó là bộ dàn chung, khá là cồng kềnh nhưng không bé nhưng mini đâu. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã quan tâm theo dõi video của Trung Kiên Audio và em xin phép được kết thúc video tại đây. Rồi, cho xin mời các bác nghe thêm một đoạn nhạc nữa sau đó em sẽ kết thúc video nhé. Đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên.